Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn hình ảnh trên iPhone Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á, thì mình vào cái ứng dụng ảnh này Sau đó mình bấm vào ăn bơm ảnh này Rồi bây giờ mình muốn ẩn hai cái hình ảnh đây Thì bây giờ các bạn bấm vào chọn nha Rồi sau đó các bạn chọn cái tấm ảnh mà các bạn muốn ẩn này Bây giờ mình chọn hai cái tấm ảnh đây rồi sau đó các bạn bấm vào cái một ba chấm hình tròn ở góc dưới bình phẩm hình bên chỗ đây nha các bạn bấm vào rồi sau đó các bạn bấm vào ẩn rồi các bạn bấm vào ẩn hai ảnh rồi vậy là mình đã ẩn hình ảnh trên iPhone thành công nha thì khi các bạn ẩn á, nó ở trong cái phần đây này các bạn quay ra nó ở trong cái phần bị ẩn này bây giờ các bạn bấm vào bị ẩn đây thì nó xác nhận file đi nha đó bây giờ các bạn có thể xem được hai cái hình ảnh mà hồi nãy mình đã ẩn này Bây giờ các bạn muốn bỏ ẩn á thì các bạn bấm vào chọn. Rồi các bạn có thể quét chọn hoặc là các bạn có thể chọn từng tấm cũng được. Rồi sau đó các bạn bấm vào ba chấm ở góc dưới bên phải của hình chỗ đây, các bạn bấm vào. Rồi các bạn bấm vào bỏ ẩn. Rồi vậy là mình đã bỏ ẩn thành công nha. Bây giờ mình quay ra cái phần ăn bên ảnh này. Thì hai cái tấm ảnh hồi nãy mình đã ẩn á nó đã xuất hiện trở lại rồi. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn hình ảnh trên iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.